Đúng luôn. Chị nói chứ dựng hai đứa nhỏ cho thằng này nó về trẻ. Bích Phượng xin người đến nhà Phật chuyện tình không suy tư của nhạc sĩ Tâm Anh. Với nhạc phẩm này xin phép cho Bích Phượng được riêng tặng chị Thúy Mai và xin mời cùng nghe. Thank you, chị.